Xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình mới thức dậy thì bữa nay mình sẽ quay một ngày của Nhân Lì tập 2. Thì sáng sớm khi mà mình thức dậy mình đã thấy ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng. Mưa rơi chưa ướt tâm hồn. Bây giờ cái chỗ mình ở nó đang mưa các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu một ngày của Nhân Lì bằng một ly cà phê. Thì ở đây mình sẽ vô đây mình quậy cà phê các bạn. Thì mình ở đây mình không có nấu nước sôi thì mình phải nấu bằng cái này. Các bạn thấy ở Mỹ thức dậy công việc sáng sớm đầu tiên thức dậy đó chính là làm đồ ăn sáng, chấm nước sôi ở đây, bật cái ấm lên và pha cà phê các bạn. Hồi xưa khi mà mình mới vào Mỹ á, mình thấy rất là kỳ các bạn, tại vì hồi ở Việt Nam tới giờ khi mà mình đi đi ăn nhà hàng á, toàn là mình đi ra đường mua, hoặc những sáng cứ thức dậy mà đi ăn á mình toàn ra đường mua, hoặc giống như là cà phê nè hay là cái khác đó. Còn bây giờ qua bên Mỹ rồi sáng sớm thức dậy phải tự nấu ăn các bạn, nhiều khi nó có hơi buồn bởi vì đối với những người mà mới từ Việt Nam qua họ thấy rất là buồn các bạn, họ rất là buồn và chán. Okay. Thì bây giờ mình sẽ pha cà phê rồi mình sẽ đi. Bây giờ vợ mình cũng đã thức rồi các bạn. Bữa nay tụi mình thức sớm tại vì tụi mình phải thức dậy trước để chuẩn bị đồ ăn để đi làm. Và sau đó tụi mình sẽ đi lên tiệm và dọn dẹp tiệm. Đó chính là một ngày của Nhân Lì bắt đầu như thế. Thì bây giờ mình sẽ pha cà phê sữa các bạn. Mình sẽ bỏ sữa vô đây cho mình pha. Ok, thì bây giờ mình sẽ châm cà phê vô đây. Như vậy là sẽ có một ly cà phê sữa đá. Và mình sẽ ghim nó đi làm các bạn. Thì sáng sớm thì mình sẽ bắt đầu bằng một ly cà phê và mình sẽ ăn nải chuối hổng gài mua về chưa có ăn. Thì mình pha cà phê xong mình đẩy đi, bây giờ mình đi ra sân để cho các bạn coi cuộc sống bên mày đi. Bây giờ sáng sớm họ đổ rác các bạn nhìn họ đổ rác kìa. Đó là xe đưa rước trẻ em đi học, các bạn nhìn trẻ em đi học kìa. Ơi mình nhớ lại cái thời mình đi học đó các bạn ơi. Wow, đi học mà có xe đưa đón tận nhà luôn nha các bạn. Đổ rác à, đổ rác bằng siêu xe luôn. Các bạn thấy ở Mỹ không? Đó. Những chiếc xe bus này tụi nó sẽ chở học sinh đi học và rước học sinh về, phụ huynh chỉ đứng ở đây đón thôi. Các bạn thấy không? Sau này mình có con mình cũng phải đứng trước nhà mình để đón nó như vậy đó. Họ chào mình các bạn, hello. À, khu này có rất nhiều người Ấn Độ các bạn. Thì họ sống ở đây để cho con cái họ đi học. Có nhiều người từ tiểu bang khác qua đây để sinh sống và cho con họ đi học các bạn ha. Bây giờ nhìn cái anh đổ rác thì rất là tội nghiệp các bạn. Trời mưa như vậy mà anh vẫn phải đi đổ rác. Các bạn biết cái thùng bằng sắt đó không? Nó rất là nặng các bạn. Mà bây giờ anh phải xuống anh đẩy cái thùng nó vô. Cái nghề đổ rác này rất là cực các bạn, nhưng mà nó đem lại cho các bạn tiền cũng gần cũng khá lắm á. Ở bên Việt Nam đổ rác á mình không biết là bao nhiêu tiền, nhưng mà ở nước Mỹ á, những cái người đổ rác này một lương của họ một năm tới 100.000 tới 200.000 luôn các bạn. Tại vì ở nước Mỹ á, những cái công việc này rất là nặng và rất là hôi thì người ta trả lương rất là hậu hĩnh các bạn. Trong khi đó bên Việt Nam đổ rác là một cái nghề rất là nghèo các bạn, bởi vì rất là tội nghiệp cho những người đổ rác các bạn ha. Đó các bạn, xe đổ rác nè. Rồi bây giờ cái anh đổ rác này anh sẽ đi ra. Các bạn thấy đổ rác ở nước người ta chưa? Rồi bây giờ anh này anh đi ra, anh đẩy tạ vô. Đó là lý do tại sao những cái người họ làm cái nghề này họ rất là bự con các bạn. Tại cỡ mình làm cái nghề này sẽ được. Làm mình đẩy cái thùng này không biết nó nhúc nhích thùng nữa. Đó, bữa nay trời mưa lớn quá các bạn ơi. Rất là lớn luôn. Bây giờ để mình đợi anh này vô coi sao, anh này nó chưa xuống nữa. Thì đây là cái vườn cây của mình các bạn. Vườn ớt của mình, đây là cái ớt mới mới chôm từ nhà của ba mình lên. Và đây là cầu đắng các bạn ơi. Ok, bây giờ đi coi vợ mình nó đang làm cái gì các bạn. Dạ mình đang làm đồ ăn sáng. Em đang làm gì đó? Giờ mình đang sầu đậu que các bạn ơi. Thì một ngày
Bắt đầu của mình là như vậy đó các bạn, mình phải làm đồ ăn sáng để đem tiệm ăn, tại vì mình không có rảnh để mà đi mua đồ ăn, mua ăn cơm hộp các bạn. Nói thật sự thì ăn cơm hộp nó rất là dở các bạn ha. Mình nấu ăn thì ngon hơn. Đây thì bữa nay mình sẽ ăn sáng với gì đây, đó chính là ăn trứng ốp la các bạn ơi. Thì bây giờ bên Mỹ á, mình có lúc nào trong tủ lạnh của mình cũng có sẵn hột gà các bạn. Các bạn đừng thấy nó màu trắng mà các bạn tưởng là trứng vịt nha, đây là trứng hột gà. Ok, cái này các bạn nhớ là cái này là hột vịt, hột gà nha các bạn, không phải hột vịt đâu. Đó, các bạn thấy không, thay vì hồi xưa ở Việt Nam thì mình phải đi ra ngoài chợ mình ăn, cho ăn ốp la hay là cái gì đó. Bây giờ bên Mỹ thì sáng sớm thức dậy mình phải đi chiên các bạn, mình phải tự chiên. Ở Mỹ nó hơi buồn như vậy, cà phê cũng tự pha luôn. Bữa nào mà ăn ốp la ngán thì ăn mì gói, bữa nào ăn mì gói ngán thì ăn ốp la lại. Okay. Còn những cái bữa mà ăn tôm hùm và cua hoàng đế đó là bữa ăn tối của mình các bạn. Bữa ăn không gài mình lo quay ăn tối không, mình thường quên quay ăn sáng các bạn. Các bạn thắc mắc là không biết bữa sáng nhân lì ăn cái giống gì. À, như vậy là một trứng ốp la của mình đã xong các bạn. Thường thường mình sẽ chiên hai trứng sống và hai trứng chín thiệt chín nha các bạn, tại vì giờ mình ăn sống không được bạn, mình thì ăn sống, bởi vì mình sẽ chiên hai trứng sống và hai trứng chín. Okay. Theo chế độ Mỹ là mỗi người sẽ có một phần, đó chính là chế độ Mỹ các bạn. Rồi. Bởi vì mình nói các bạn biết không, người Việt Nam mình á, khi mà họ qua Mỹ á, họ rất là chịu làm. Nếu mà các bạn qua bên Mỹ mà các bạn chịu làm á, các bạn dư rất là nhiều, các bạn thấy không? Người Việt Nam mình khác với người Mỹ là ở một chỗ là người Việt Nam mình với người Mỹ qua Mỹ á, là hai người chịu làm nhất các bạn. Nhưng mà người Mỹ á, họ chịu làm, họ cũng chịu chi lắm nha. Người Mỹ các bạn biết không, ngày đầu tiên mà họ qua Mỹ á, là họ đi xài sang liền, họ đi ăn uống, họ đi hưởng thụ liền, và họ đi làm. Thì đa số là người Mỹ họ làm những cái việc giống như là nhà hàng, cắt cỏ, hay là dọn dẹp, hay là vệ sinh các bạn nhé. Bởi vì người Mỹ á, họ ít có dư lắm, tại vì bao nhiêu tiền của họ là họ đổ vô đi nhậu, đi vũ trường, với lại đi làm tóc, làm móng tay hết rồi. Họ không có dư giống như người Việt Nam mình thì dư nhiều hơn, tại vì ăn uống rất là tiết kiệm các bạn. Sáng sớm thức dậy ăn mì gói, tối về ăn cơm xào đó. Bây giờ vợ mình đang xào đậu để chuẩn bị đi ăn, đi đem lên tiệm ăn các bạn. Một làm hai ba chị không chị. Thì thường thường á, các bạn đừng tưởng là ngày nào mình cũng làm nha, thực sự thì đậu với lại gà đó, đậu với gà mình làm như vậy mình ăn được cả tuần luôn các bạn. Các bạn thấy không, vô tối ăn tối trễ không có thời gian nấu đâu, giờ sáng bị gà ăn. Các bạn thấy không, vô chợ Walmart mua một dĩa cánh gà có 5-6 đô à, ăn 3-4 ngày luôn, tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền ăn trưa luôn các bạn. Bây giờ lấy cục pate gọi vô hả? Ok, bây giờ cái trứng chiên của mình đã chín rồi các bạn ơi. Hai cái trứng này mình để cho nó lâu chút xíu để cho nó chín nha các bạn. Ok. Thì cứ bỏ cái tê lên. Thì bây giờ mình sẽ pha pate các bạn ơi. Người ta nói là bánh mì phải có pate. À, bây giờ mình bỏ pate, bây giờ mình bỏ tỏi vô. Ok. Bây giờ mình bỏ cái này vô các bạn ha. Trời đổ mưa cho cô vắng lên. Bây giờ mình trộn lên cho nó thơm các bạn. Đúng là tỏi phi thơm thiệt. Đổ lẹ đi thôi, nó cháy tỏi, chát tỏi. Rồi giờ mình bỏ hết cái hộp vô luôn các bạn ha.
Bây giờ chu pa tê của mình đã xào nó lên rồi. Bây giờ mình chở nó đều cho nó thấm vô tỏi với thơm các bạn. Cái pa tê này ăn rất là ngon các bạn. Rồi, bây giờ mình cho nó chín xíu nên là mình lấy nó ra được rồi. Không cần phải quá lâu đâu các bạn ha. Nên em mới khoan với nhà sầu gần cho cộng cho tệ mấy cục chiên này mà. Khổ dễ sợ. Có cộng nó sướng đâu, đừng ai với chồng. Đó các bạn này. Cái là theo ở bên Mỹ là ở nhà là có đủ hết trơn á, từ pate gan tới thịt bò, đến giống đủ thứ chứ, không cần phải đi ra đường nữa. Nhưng mà nhiều khi đi ra đường cũng vui các bạn. Mỗi lần mình nhớ mình về Việt Nam á, sáng mình ra đường á, mình ngồi mình ăn cơm sườn. Mình nhìn xe chạy qua chạy lại. Cái thằng cái gì thấy thích nét nữa thùng lửng cả sao. Hấp dẫn quá các bạn. Đây. Thôi gọi cho chung đi, hỏi công. Thôi gọi cho chung, tôi nhớ lắm đó mà. Thì làm gì trời. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ ở đây ha. Như vậy là xong cái pate với lại ớt la các bạn ơi. Rồi bây giờ mình qua đây mình coi ly cà phê này của mình coi nó đã xong chưa. Bây giờ ly cà phê này của mình đã xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đập nước đá vô uống thôi. Và chuẩn bị đi làm. Như vậy là xong một bữa sáng của Nhân Lì các bạn ơi. Một bữa sáng của hai vợ chồng nghèo. Ok. Đây là ly cà phê sữa của mình. Cà phê sữa thì mình sẽ gọi là coffee milk. Ok. Bây giờ quậy lên. Ly cà phê của mình nó ngon chưa? Đó. Một cái ly này là uống là tới tối luôn các bạn. Ly cà phê này mình tính là 500 ngàn. Wow, bữa nay trời mưa lớn quá các bạn ơi. Sáng sớm thì trời mưa rồi nhưng mà bữa nay rất là hên là mình có khách hẹn. Khách hẹn các bạn. Bây giờ thì có một người khách đang ngồi đợi. Bây giờ mình sẽ đi vô trong này. Mình sẽ đi vô trong này mình coi vợ mình đang làm cái gì. Thì bữa nay mình sẽ không có thời gian quay nhiều bởi vì mình sẽ quay chút thôi. Okay, các bạn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ có hai con khách luôn. Ngoài trời rất là mưa các bạn. Vô đây uống một ly cà phê để có tinh thần làm việc. À, đã quá. Bây giờ mình có khách nha. Good morning. Good morning. How are you? Good, how are you? I'm good. You can say your name for me. Okay, sure. You want to do this one color today? The dip, yeah. Okay, I got a color for you right here. Okay. Hey, you can come over here. Okay. Các bạn thấy không, ngoài trời đổ mưa nhưng mà sáng sớm là đã có 3 con khách rồi. Ok, bây giờ thì mình đi vô đây. Bây giờ cho khách lựa mèo đi các bạn. Cho khách lựa mèo ha. Mình sẽ đi vô đây. Được vậy. Bạn ơi, thì hôm nay rất là đông luôn. Để coi ngày mai, quá trời các bạn thấy không, đầy sổ luôn nè. Ok, bữa nay để coi khách sao này. À, quá trời khách luôn, đầy sổ luôn các bạn. Thì bây giờ tới giờ về rồi. Mấy cái xe này là của bên nhà hàng các bạn nhé. Bây giờ để mình coi con khách này, con khách mới ra nó cho mình bao nhiêu tiền. Con khách mới ra nó cho mình 10 đồng các bạn, ô sướng phải. Con khách này nó cho mình 5 đồng, ok sướng phải. Con khách kia nó cho mình 15 đồng các bạn, sướng vải luôn. Con khách tiếp theo nó cho mình 10 đồng các bạn, sướng vải luôn. Ok, thì
giới thiệu sơ sơ. Oh, cái con này là con này nó cho mình 16 đô sướng vải luôn các bạn. Ok, các bạn biết là làm khu này là sướng rồi. Thì bây giờ đi, mình coi ngày mai có còn có khách không các bạn ha. Ồ, ngày mai có hẹn sớm các bạn. 9 giờ rưỡi đã có khách hẹn rồi. Ok. Thì cuộc sống là gì đó. Ok, bây giờ đi về thì các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã theo dõi một ngày của Nhân Lì. Thì hồi sáng là trời mưa, bây giờ trời hết mưa đó các bạn. Bây giờ để coi mình còn cái gì để dọn dẹp không. Thì bây giờ để bữa nay mình giới thiệu cho bạn một người thợ mới của mình các bạn ơi. Bây giờ mấy thợ kia về hết rồi, bây giờ thợ này đang sơn móng chân cho vợ mình. Let me introduce you. Okay, okay. So this is Kỳ. Đây là thợ mới của mình các bạn, tên là Kỳ. Mình gọi là em đi, tại vì em này nhỏ hơn mình tới 7 tuổi lận. Ok, bây giờ mình kêu người thợ này là em, nhưng mà nó kêu mình tới chú luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho sơn chân cho vợ mình, để mình giống như là mình tập cho em cái quay mà mình thích. Ok, thì hôm nay tiệm mình rất là đông bởi vì mình chưa có dọn dẹp xong các bạn. Ok, thì 1 2 3 4 5 6 7 8 cái có nhiều bạn hỏi mình là 8 ghế 6 bàn là sao. Các bạn không, 8 ghế có nghĩa là 8 cái ghế làm chân và 6 cái bàn làm tay. Thì mình có một người thợ ngồi từ người thợ chính ngồi đó, hai người thợ, 3 4, rồi em này sẽ ngồi ở đây. Các bạn biết không, mình thì ngồi ở đây, vợ mình ngồi ở đây, hai người thợ kia ngồi đó. Ok, thì như vậy đã xong một cái tiệm rất là đơn giản các bạn. Ok, bây giờ để mình lại mình coi thợ này làm có good không. No. anh đang cho em lên sóng truyền hình để người ta biết em. Ok, bây giờ để mình coi very good Kỳ, very good. No worry. Okay, don't worry. I say you good. Các bạn ơi, bữa nay ba mẹ của mình lên tiệm chơi. Thì bữa hôm nay mình sẽ làm chân cho ba mẹ của mình. Bây giờ ba mẹ chuẩn bị đi chơi nên lên đây làm chân. Chiều nay là bay đi qua Mễ, đi du thiền. Phôi đe. Mở máy phát xa lên mà. Phát xa chưa? Mẹ quá xa lên mẹ. Không xa hả? Dạ. Bây giờ gửi chân đi Kỳ. Lấy chân lên lao. Bây giờ chuẩn bị làm đẹp đi chơi. Chúng nó có làm tay không mẹ? Không. Không làm tay hả? Ok. Số 7. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã làm chân cho ba mẹ mình xong rồi. Thì ba mẹ của mình sẽ đi về để đi cruise. Đi thấy kiểu kỳ. Ok, bây giờ ba mẹ mình sẽ đi chơi Florida các bạn, đi chơi với anh mình và em mình. Ok các bạn ơi, bây giờ đã tới giờ đi về rồi. Thì bữa nay tụi mình sẽ đi xuyên bang các bạn. Bữa nay vợ mình sẽ đi về thăm mẹ. Bữa nay vợ mình sẽ... Xin chào các bạn, bữa hôm nay mình đi chợ Việt Nam các bạn. Thì cái chợ Việt Nam này nó gọi là Pan Asia Supermarket. Thì bữa hôm nay mình sẽ đi cái chợ này cho các bạn coi. Cái chợ này nó khác với cái chợ Olive các bạn nhé. Cái chợ này nó mới mở, để coi cái chợ này nó bán cái gì. Bây giờ cái chợ này nó mới xây, bởi vì cái gì nó cũng mới các bạn nhìn cái chỗ để xe nè. Nó cũng mới và nó cũng đẹp hơn cái chỗ kia hết các bạn ha. Thì bây giờ mình để cho vợ mình đi mua đồ đi, mình đi vòng vòng mình quay. Thì những cái chợ Việt Nam này á, ở đây nó có cái bảng để cho người ta đăng bảng các bạn thấy không. Ở bên Mỹ nè, cần thợ nail, cái này là cái bảng của tiệm mình nè các bạn. Cần thợ nail nam nữ, các bạn nào mà muốn xin việc làm hãy gọi vô số điện thoại của mình nhé, mình sẽ mướn. Ok, bây giờ bên đây nó cũng có nữa, bên đây mình cũng đăng bảng kiếm thợ nữa các bạn. Cần thợ nail nam đó, quá trời luôn, có người xé mà không gọi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô đây. Bây giờ bên đây nó bán bánh trung thu nữa các bạn, trung thu quá trời luôn, nhưng mà mình đã mua rồi, mình không mua nữa. Wow, mấy cái hộp bánh đẹp quá. Có bán gạo nữa các bạn.
Thì hôm nay mình vô đây mình trở thành mối quen rồi. Hello, how are you? Hey, what you doing? Talking. Hey, good, good, good. Try to make video. Hello, what's your name? What's your name? Ricardo. Đây đây, this is my friend. Okay, thank you. Đây mình vô đây mình mua cô vậy á, cái anh mãi này anh biết mình. Này mấy anh mãi rất là hiền các bạn, tại vì người ta làm cũng mệt lắm các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cái chợ này Ấn Độ các bạn. Quá trời gạo luôn, bữa nay mình đi vòng vòng mình quay cho các bạn coi ha. Gạo nè. Mỗi lần mà mình mua cua thì mấy anh này anh lấy cua, anh lấy ghẹ cho mình á, cái mình cho anh 1-2 đô. À. Đi xuống đây coi coi, đi xuống ra quầy hải sản coi nó có cái gì bạn. Mình xuống mấy chợ này mình thích coi cái quầy hải sản các bạn, tại vì ở tiểu bang mình á, tụi nó đem hải sản về rất là ít các bạn. Bởi vì lâu lâu mình xuống mình coi có cái gì lạ không. Ok. Bữa hôm nay mình không cho các bạn coi mình đâu, mình không nghĩ các bạn coi mình nhiều á, bữa nay các bạn coi cảnh đi. Ồ, mấy con cua đây nó sắp chết rồi các bạn ơi. Mấy con cua biển nè. Mấy con tôm hùm này nó ngõm rồi. Tôm hùm bự, tôm hùm nhỏ. Ok. Để coi ghẹ nó có bự không các bạn ha. Ôi ghẹ nó hết rồi. No more crab. Thì ở đây nó có hai cái máy làm nước đá các bạn. Hai cái máy này làm nước đá để cung cấp cho nhà hàng nè, khỏi cần đi mua nước đá các bạn ha. À. Đây là con cá phi nè các bạn. Con cá phi này là nuôi hồ. Con cá phi là tapita. Tilapia. Còn cá này không biết cá gì. Nói chung là con cá nào thì nó cũng giống nhau thôi. Chẳng mình không có biết con cá nào là con cá nào. Con cá rô phi tươi nữa các bạn. Ok. Ủa con cá này nó bự quá các bạn ơi. Con cá này con cá gì nè. Mình con nào mà con cá nào mà không biết mình gọi là con cá tầm các bạn. Con cá tầm bậy. Sót thịt cá mập các bạn. Wow, không biết thịt cá mập này ăn có ngon không ta. How are you? Yeah, make video. Oh yeah. Okay, thank you. Bây giờ hai anh này thấy mình quay phim, anh cũng vô đó. Hello. Thế là thấy không, người ta qua Mỹ người ta rất là thân thiện các bạn. Ai cũng thân thiện hết á. Quá trời luôn. Bây giờ mình họ thấy mình coi quay phim các bạn, họ kêu mình đi quay nữa đi, quay nhiều lên để quảng cáo cho họ luôn. À, thì các bạn thấy không, tôm hùm á. Tôm hùm ở đằng kia nó bán là 11 đồng một phao, nhưng mà bây giờ tôm hùm nó chết rồi, nó bán còn có 5 đồng một phao các bạn. Nhưng mà những cái tôm hùm chết này ăn rất là dở các bạn đừng mua nha. Lạnh quá. Đi vô mấy chỗ này rất là lạnh các bạn. Ở đây bây giờ bên Mỹ nó cũng có bán mít nữa các bạn. Các bạn thấy một chai mít không? Một chai mít như vậy là 20 mấy 30 đồng. Đây. Rất là bự các bạn. Cái chuối nữa. Đó là chuối bự quá các bạn. Chuối này không phải chuối Việt Nam. Vậy cái chanh. Cái chanh Việt Nam nhỏ xíu à. Bí rỡ. Ô, cái lụ nè các bạn. Cái lụ thanh long. Trời thanh long héo queo trời. Thanh long này, thanh long mà bên Việt Nam mà các bạn ăn là rất là tươi các bạn ha. Ổi nè, ổi cũng héo queo à. Thôi mua trái xoài ăn đi. Ồ, mấy trái xoài này nó còn sống hả? Ok, bây giờ mình mua trái xoài sống ăn các bạn nha. Green mango. Mấy trái xoài này nó hơi chín các bạn. Mình không thích ăn xoài chín. Mình thích ăn xoài sống cơ. Quay cho các bạn coi. Các bạn thích cái gì mình quay đó. Đây, cái này là trái trà là các bạn ha. Vải, nhãn, trái táo tàu nè các bạn, trái táo tàu tươi. Có bán măng cục nữa. Chôm chôm. Ok, bây giờ mình đã mua được hai trái xoài các bạn ơi, hai trái xoài sống. Mình sẽ đi vô đây coi vậy, mình mua gì đây. Mình mua đồ khô. Ok, ở đây nó có bán đủ thứ các bạn, nhang, đèn, đồ cúng kiến nè, đủ thứ hết. Bây giờ bên Mỹ là không thiếu cái gì hết trơn các bạn. Chỉ thiếu tiền thôi.
Bởi vì có nhiều người, các bạn kỳ lắm, khi mà bên Mỹ họ bán đủ nè, nhưng mà họ về Việt Nam họ vẫn mua qua các bạn, họ vẫn mua qua. Rồi sau đó các bạn biết không, về Việt Nam á, các người mấy người nhà Việt Nam của mình á, họ tưởng bên đây không có đó. Họ bán cái giống như cái này nè, bên đây cái 5 đồng à. Có người Việt Nam mua cái này, các bạn biết không? Nói cái này ra các bạn đừng có cười mình nha. Cái lần đầu tiên mình về Việt Nam, các bạn biết không, mình có gửi ở bên Việt Nam á, thì 100 đô đổi ra tiền Việt Nam là 2 triệu 250 ngàn các bạn. Thì mấy người Việt Nam họ tưởng mình lần đầu tiên về Việt Nam, họ tưởng mình bị khờ, các bạn biết không? Họ nói con có cần đổi tiền không, để bà đổi giùm cho con nha. Mà mấy người đó là người hàng bà con của mình các bạn. Họ lấy 100 đô của mình, họ đổi đi đổi Việt Nam, cái họ nói bữa nay đô xuống con ơi, có 2 triệu à. Mặc dù hôm qua mình mới đi ra đường, mình chính tay mình đổi luôn á, là mình đổi được 2 triệu 250 ngàn. Thì các bạn biết không, mình bữa nay mình nhờ họ đổi giùm á, họ ăn chặn mình hết 500 ngàn các bạn. Họ nói là bữa nay đô xuống có 2 triệu à con. Các bạn thấy không? Trong khi đó họ tưởng mình khờ lắm các bạn. Mình về Việt Nam mình giả khờ thôi chứ mình đâu có khờ đâu. À, bởi vì mỗi lần mà bà con của mình đó, họ nhờ con có thể mua giùm cái này cái kia không? Thì bây giờ mình mua một thao tôm có đầu và một bao tôm đã lọt sẵn các bạn ha. À, các bạn thấy không? Ở bên Mỹ người ta cắt xương á, người ta có cái máy cắt xương các bạn. Nhưng mà cẩn thận nha, cắt cái đó đứt tay các bạn. Thấy không? Đứt ngón tay luôn á. Ok, bây giờ họ căng cho mình một bao các bạn ha. Ok, good. Cái này là đồ đã làm sẵn rồi. Còn cái này là đồ được tôm có đầu các bạn. Thì có nhiều người họ không ăn tôm có đầu được các bạn, họ sợ cái đầu của tôm lắm, họ ăn tôm làm sạch rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ xong rồi đi về thôi. Đó, bữa hôm nay tụi mình mua đồ ít thôi các bạn. Mình chủ yếu là mình quay cho các bạn coi thôi. Đó, giờ các bạn nhìn cái hơi lạnh nó bốc ra từ đây nè. Ô, đây là bán con lươn nữa. Ô, có bán con chim cút nữa. Nói chung là cái gì nó cũng quay bán hết các bạn. Con vịt đực. Con vịt có đầu, khu đỡ đực. Ok, bây giờ đi về. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đi chợ xong rồi, mình tính tiền xong rồi. Thì bữa nay mình đi chợ rất là rẻ các bạn, chỉ có 60 đô thôi. Tức là khoảng 1 triệu mấy các bạn. Các bạn thấy 1 triệu mấy không? Đi chút xíu hết 1 triệu mấy, đi xíu hết 1 triệu mấy các bạn. Dạo này giật giá leo thang quá các bạn ơi. Đồ ăn thì nó lên, mà tiền neo thì tụi nó xuống các bạn. Đúng là số khổ quá. Mới đi xíu rồi trời tối các bạn. Bây giờ đi về đi ăn. Thì thường thường tụi mình đi làm á, tụi mình sẽ đi bằng cái chiếc xe màu xanh này các bạn. Chỉ khi nào tụi mình đi chơi, tụi mình mới đi bằng chiếc xe. Ui.